Rồi, vấn đề tiếp theo là làm máy Trung Quốc thành Alpha. Cái máy Trung Quốc để anh em làm thành cái máy Alpha là tốn rất là nhiều chi phí. Sau đây xin mời anh em bỏ ra ít phút để vào like fanpage giúp mình ha. Mình có tạo một cái fanpage trên Facebook với cái tên là Waydream TV. Cái fanpage này với mục đích là để anh em mình trao đổi với nhau, và để anh em nào không hiểu những cái vấn đề nào thì cứ inbox trực tiếp cho mình trên fanpage ha. Mình sẽ trả lời từng cái câu hỏi của anh em. Và để cập nhật những video mới nhất của mình trên YouTube thì anh em vui lòng bấm like fanpage giúp mình ha. Ở một bên góc bên phải có chữ thích thì anh em bấm thích giúp mình. Rồi, khi anh em bấm thích như thế là những video mới nó sẽ tự động cập nhật trên Facebook cho anh em luôn. Là khi anh em bấm vào những cái đường link trên Facebook đó sẽ dẫn anh em vào cái kênh YouTube của mình để xem những video mới nhất của mình vừa xuất bản ha. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sau đây xin mời anh em xem tiếp tục video. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại video mới nhất của mình trong ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề là tư vấn hướng dẫn dọn qua Trung Quốc lên quay Alpha ZX hoặc là quay 110 Thái Lan nha anh em. Cũng như là video dọn quay Trung Quốc thành quay Alpha này là trong thời gian qua đã được khá nhiều sự quan tâm của anh em. Cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tiếp về cái vấn đề này, cũng như là mình đã nói trên cái fanpage của Waydream TV rồi. Là mình sẽ nói chi tiết hơn về những cái vấn đề này và mình sẽ trả lời những cái câu hỏi này của anh em. Và đồng thời là mình sẽ minh họa trên chiếc xe quay của mình luôn để cho anh em xem và dễ hiểu nhất. Ở đây mình thấy có một vài cái câu hỏi rất là hay của anh em đặt câu hỏi cho mình. Ví dụ như là sao xe Trung Quốc mình gắn dàn áo Alpha nó hở không khít cho lắm mà cái về sau nó lại nghiêng về một bên trái nhiều. Đó là mình sẽ một lát mình sẽ có những cái clip mà mình quay trực tiếp lên xe mình cho anh em xem luôn. Và quay Trung Quốc đi chá đèn và dây điện Honda hãng được không? Về những cái vấn đề mà dọn quay Trung Quốc thành quay Alpha này là chỉ có những người ta đã từng dọn rồi người ta mới am hiểu chi tiết về cái vấn đề này. Nếu các bạn bây giờ mà các bạn hỏi một người đang chạy một chiếc quay Alpha và chưa hề bao giờ đụng tới chiếc quay Trung Quốc hoặc là chưa bao giờ dọn một chiếc quay Trung Quốc lên Alpha thì người ta sẽ giải đáp những cái câu hỏi của bạn là nó sẽ không có được chính xác cho lắm nha. Và mình cũng đã từng nói về những cái video lúc trước rồi. Những video lúc trước mình cũng đã từng nói là mình đã từng dọn một chiếc quay Trung Quốc thành nguyên một con Alpha, kể cả mình đã thay cái sườn, mình đã thắp số sườn luôn. Cho nên là những cái câu hỏi này của anh em mình sẽ trả lời chi tiết cho anh em một cách dễ hiểu nhất. Có một bạn ở đây khen mình nói đúng nè. Và những cái câu hỏi của anh em là quay Trung Quốc lên Alpha bao nhiêu? Bao nhiêu ý anh em hỏi cái đó là bao nhiêu tiền thì cái giá tiền là mình không có chính xác được nha anh em. Tại đa số như anh em là muốn dọn một phần hay dọn một phần dàn chân hay là dọn một phần bánh trước hay dàn đầu hay dàn điện đồ này nọ là mình không có chính xác được nha anh em. Đó. Và đây là những cái câu hỏi của anh em. Thì bây giờ mình sẽ kéo hết cho anh em xem những câu hỏi, mình sẽ trả lời từng câu hỏi một nha anh em. Đó. Rất là nhiều câu hỏi của anh em. Trong thời gian vừa qua mình đã bận công việc khá là nhiều nên mình không có trả lời hết những cái câu hỏi này được. Cho nên là mình sẽ gom lại mình làm một cái video chi tiết nhất về những cái câu hỏi này của anh em. Rồi. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem và mình sẽ trả lời những câu hỏi này cho anh em luôn. Và sau đây mình sẽ nói những cái chi tiết và những câu hỏi của anh em cho anh em xem nha. Cái câu hỏi đầu tiên anh em là quay Trung Quốc đi chá đèn quay Alpha và đi mua pin sườn quay Alpha được hay là không? Để anh quay cận cảnh cái mua pin sườn cho anh em xem. Đây. Về cái mua pin sườn á, quay Alpha và quay Trung Quốc là nó như nhau nha anh em. Nó chỉ khác là quay Alpha là nó xịn hơn quay Trung Quốc thôi. Cái dây quay Alpha thì anh em phân biệt thì mình cũng cả có cái clip rồi. Thì anh em cứ câu trên cục pin sườn có ghi KRS. Hoặc là cái dây này anh em bấm vào nó dẻo hoài là được nha. Cái dây pin sườn zin rất là dẻo. Còn cái dây lô rồi một thời gian nó sẽ chai cứ ngắt. Rồi. Đi mua pin thường cho mình tóm tắt chung là quay Trung Quốc có thể đi được cục mua pin sườn zin của quay Alpha nha anh em, gắn như zin không có cần làm gì hết. Rồi còn về cái chá đèn thì quay Trung Quốc cũng có thể gắn chá đèn Alpha như zin không có gì hết. Có nói chung là nó có khác một cái là cái dây điện hoặc cái đuôi đèn thôi, nhằm khi cái chá lô thì cái đuôi đèn nó đi có thể là khác,
Nhưng mà cái bóng đèn mình khuyên anh em á, mình khuyên anh em mà nếu đi cái trái đèn zin thì anh em đi luôn hai cái bóng đèn zin. Như vậy nó mới đủ cái độ sáng. Nó mới gồm, nó mới đồng bộ. Còn nếu anh em đi cái trái zin mà anh em đi cái bóng đèn lô vô là nhìn nó không có sáng nha anh em. Rồi. Về cái vấn đề là hở dàn áo. Cái hở dàn áo này mình nghe rất là nhiều anh em hỏi mình về cái vấn đề là hở dàn áo rồi. Cái sườn Trung Quốc thì mình gắn nhãn alpha vô nó hở là chắc chắn là 100% nha anh em, là có hở. Kể cả xe mình đây, xe mình là sườn quen alpha và gắn dàn áo ZX cắn vô nó vẫn hở, mình phải chỉnh hai cái bát chỗ này lại nữa. Chỉnh bát này rồi chỉnh thêm cái bát ở chằng cái chỗ này nữa. Cho nên là khi mà chỉ có một chiếc xe mà trong xưởng sản xuất ra anh em gắn đúng cái dàn áo của nó vô thì nó mới khít thôi nha. Còn hiện tại bây giờ là do cái thời gian với lại do khuôn mẫu rồi trong đó nó thay đổi khuôn rồi này nọ là cái tỷ lệ chính xác nó rất là thấp. Kể cả cái dàn áo ZX mình gắn vô nó vẫn còn hở và nó trật lỗ cũng rất là nhiều, mình phải chỉnh bát lại mới khớp được nha anh em. Đó. Cho nên là còn cái sườn quay Trung Quốc thì nó hở là mình chấp nhận mình chịu hở, nhưng mà nếu mình chịu khó mình chỉnh lại là vẫn được. Còn cái vấn đề mà chỉnh những cái bát này thì mình cũng đã có một cái clip mình hướng dẫn cho anh em rồi, là anh em lấy cái chìa khóa 24 á, em lấy cái vòng của 24 anh em kẹp, anh em bẻ nó qua là nó sẽ qua được mấy cái bát này hết nha. Đa số là thường thường nó sẽ hở cái chỗ này là một, là cái đường này nó hở là một, ở đây hở là hai, và cái chỗ cái bẩn chỗ này nó hở hở dọc theo cái bẩn chỗ này là ba, và lên trên cái cổ chỗ này là bốn nha anh em. Đó, nó hở những cái vấn đề như vậy thì anh em cứ bẻ, nó hở chỗ nào thì anh em bẻ chỗ đó. Chỗ này nó hở là đa số là cái bát này nó đội ra nè, nó đội ra thì anh em kẹp cái chìa khóa 24 cho anh em bẻ cúp xuống là được ha. Rồi còn cái chỗ này mà nó chịch lên chịch xuống thì em cầm cái 24 em bẻ tới bẻ lui thì nó vẫn qua lại được. Rồi còn cái phần có một bạn hỏi mình là quay Trung Quốc đi dây điện alpha thì nó khác nha anh em, cái dây điện alpha với cái dây điện Trung Quốc là nó khác. Cái dây điện Trung Quốc á, cái dây điện Trung Quốc là cái càng là nằm trên cổ nha anh em, nó nháy theo cái dây điện quay 110. Cho nên là nếu mà anh em gắn cái đó vô, mà nếu anh em đang đi sườn Trung Quốc nó có sẵn cái bắt càng trên cổ thì anh em có thể gắn bình thường. Còn nếu anh em đang đi xe xe alpha mà em thay sườn alpha rồi mà dây điện còn Trung Quốc thì anh em nên mua sẵn dây điện alpha luôn. Dây điện alpha giờ tầm 180 thôi, 180 200 đổ lại thôi, nó cũng không có mắc hơn dây điện lô bao nhiêu đâu. Cho nên anh em muốn đi thì anh em cứ đi đại dây điện zin ha. Về nó khác nên một vài cái phần nữa là nó khác luôn cái con cốc đề dưới đây. Tại vì đa số máy quay Trung Quốc là xài cúp đề tròn nha anh em. Cúp đề tròn thì nó xài cái giắc cắm khác. Còn quay alpha, quay Nhật luôn là nó xài cúp đề vuông. Nó khác cái cốc đề luôn ha. Rồi, kể cả một số dây nó khác luôn, là cái tấp chân đồ này nọ thì nó có thể là nó xài tấp chân là đuôi tròn, tấp chân đuôi chuột, hai giắc riêng cắm lại. Còn cái tấp chân của quay alpha thì nó xài một giắc đôi này. Đó. Rồi, về cái phần dây điện thì mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Nhưng mà nó cũng có một vài giắc khác và một vài giắc giống, mà cái màu thì nó giống nha anh em. Anh em cứ canh theo màu thì anh em đi dây điện lại. Rồi. Còn mình nói thêm luôn về cái vấn đề là cái báo số nha. Nếu anh em đang đi cái lốc Trung Quốc mà anh em muốn lên cái báo số alpha là không bao giờ được. Tại vì cái lốc Trung Quốc này bắt buộc phải đi cái báo số của Trung Quốc. Đó, kể cả anh em bây giờ anh em đi cái con heo số zin nhưng mà bắt buộc anh em cũng phải xài lại cái báo số Trung Quốc. Ngoại trừ khi anh em thay luôn cái lốc bên đó thì anh em mới xài được cái báo số alpha nha anh em. Đó, cái báo số thì không thể nào thay đổi được nha, đi theo cái lốc luôn. Và tiếp theo là cái vấn đề là cái áo alpha gắn ZX được không. Alpha với ZX cũng một thứ, anh em gắn bình thường không có gì hết nha anh em. Rồi vấn đề tiếp theo là làm máy Trung Quốc thành alpha. Cái máy Trung Quốc để anh em làm thành cái máy alpha là nó tốn rất là nhiều chi phí, bao gồm là đầu lòng, dên, nồi, cam cò su bắp, bộ bộ số qua lăng mâm lửa nữa nha anh em. Và nó nhiều cái chi tiết nhỏ như là cốt cần số, cốt giò đạp, rồi muỗng, rồi mấy cái con mà chỉnh cắt côn, rồi muỗng cắt côn đâu nè. Đó thì đa số là những cái đó là nó đẻ ra tiền nhiều lắm. Nội bây giờ cái thời đó mình mua cái đầu lòng quen pha là 2,2 triệu luôn, cái dên và bộ nồi là 1,1 triệu, qua lăng mâm lửa là 1 triệu, là tính sơ sơ là cũng 3 triệu mấy, gần 4 triệu, 5 triệu rồi. Và tiền công này nọ nữa, chưa tính bộ số 600 nữa là cũng gần 5 triệu rồi.
Mà hiện tại bây giờ trên mạng rất là ít ai bán mà nguyên cục máy zin như vậy lắm. Đa số là người ta chẻ ra, người ta bán đồ món mới có giá. Cho nên là khi mà anh em mua những món đồ này, anh em cứ cân nhắc kỹ trước khi mua. Và anh em cân nhắc kỹ luôn trước khi vấn đề là anh em muốn dọn lên cục máy. Tại đa số bây giờ, nếu anh em muốn chịu kiếm những cục máy thì bây giờ cũng tầm 5 triệu. 5 triệu hoặc 4 triệu mấy là anh em đã có được cục máy rim hoặc là cục máy alpha rồi. Vì vậy anh em chỉ tha sàn ốp máy qua là nó là xong. Nó rẻ hơn là cái chi phí là anh em mua từng đồ món ráp lại ha. Rồi. Và kể cả cái cục máy anh em mua là hình như là mình thấy là như nó có bán luôn mô bin với IC luôn thì phải. Và nó có luôn cả cái cục đề này luôn. Là anh em chỉ gầy về là gắn vô là chạy thôi. Nó rẻ hơn là anh em mua từng đồ món ha. Và có một bạn hỏi mình là nếu mà lên đồ ở Trung Quốc thành pha về vô bãi hay là salon thì mình salon thì đa số những người ta dân có tiền người ta mới vào đó thôi. Người ta dọn những cái chiếc quay thành những cái đồ như là Rambo, Gaffer hay Olen rồi người ta mới đi. Còn mình thì mình đa số là cái kênh của mình là chuyên về học sinh sinh viên cho nên là những cái vấn đề mà vào salon thì mình khuyên anh em nên cân nhắc kỹ tại vì mình chọn những cái vấn đề nào mà nó phù hợp với cái túi tiền của mình. Còn mua những cái món đồ này anh em có thể lên chợ, anh em nào gần thành phố thì anh em có thể lên chợ Tân Thành ở quận 5. Đường vào ngay chỗ Thuận Kiều Plaza thì anh em đi vào ha. Thì trong đó có nhiều chỗ cho nên lựa chọn thì anh em cứ chọn một chỗ uy tín hoặc là anh em cứ vào những cái sạp là uy tín. Thì mình hay mua sạp thì mua chỗ sạp ở chị Chánh ở 73H Phạm Hữu Chí. Anh em nào có thể mua đồ thì anh em có thể lên đó. Hôm bữa cũng có một bạn gọi cho mình là hỏi về cái vấn đề là rim đi. Mình giải thích luôn về cái vấn đề là rim đi rim Trung Quốc mà đi gấp cắt te của Super Rim thì anh em cũng biết rồi, rim Trung Quốc với lại quay Trung Quốc là đa số nó nháy theo quay Thái hoặc rim Thái, về cái gấp sau thì nó cái gắt chân nó dính liền vào gấp luôn, cho nên là những anh em nào mà muốn muốn đi cái gấp Super Rim Trung Quốc mà đi gấp Super Rim là anh em phải tốn tiền mua thêm cặp gắt chân của Super Rim nữa nha. Đó rồi. Vậy thì anh em cứ vào đó anh em mua từng món về anh em ráp theo ý thích của anh em và trên đó người ta sẽ nói giá luôn cho anh em. Hiện tại bây giờ do cái thời gian quá lâu cho nên là cái giá cả nó lên xuống mình bây giờ mình không có cập nhật được. Cho nên là anh em thông cảm về cái vấn đề mà báo giá trên đây ha, mình cũng không có nhập đồ về bán này nọ cho nên mình cũng không có lâu rồi mình cũng không có biết giá trên đó. Và một bạn hỏi mình là úp như vậy là có cần làm lại số khung số máy hay không? Về cái vấn đề mà nếu anh em thay luôn sườn á, hoặc là anh em thay luôn lốc thì anh em mới tháp số qua nè. Còn nếu anh em mà không thay sườn, anh em không thay cái lốc. Về cái lốc này là nó có hai lốc nha anh em. Về mình nói chung là về cái bụng máy này nè là nó bốn lớp. Đây là cái nắp nồi, đây là cái lốc bên trái. Đây là lốc bơm nhớt, lốc bên trái là gọi là lốc bơm nhớt. Lốc bên phải người ta kêu là lốc số. Và cái lốc cuối cùng vẫn là lốc mâm lửa nha anh em. Đó. Vậy anh em cứ anh em thay lốc 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 nồi và lốc bơm nhớt này thì không sao. Hoặc là lốc mâm lửa thì không sao mà anh em đừng có đụng tới cái lốc số. Cái lốc số là nó dính luôn cái lại cái số máy trong đó cho nên là nếu anh em nào mà muốn thay luôn cái lốc đó bắt buộc anh em phải móc cái số là anh em tháp vào cái số máy mới nha anh em. Và sườn cũng vậy. Sườn thì anh em cũng có thể là cắt số này anh em tháp lại. Nhưng mà anh em tìm những cái chỗ nào uy tín mà người ta làm kỹ nó không có hiện những cái mối hàng lên đó thì anh em làm. Cho nên là mình tóm tắt lại cái câu hỏi này của các bạn đó là nếu mà lên đồ mà không có thay lốc số và không thay sườn thì không cần phải làm lại giấy tờ nha anh em. Rồi. Có một vài câu hỏi cuối cùng của một bạn là xe thay dàn áo 110 và ghi đông sổ khỉ rồi nhưng mà vẫn rung. Nó rung là do cái phuộc anh em. Nếu mà ghi đông sổ khỉ nó rung là ghi đông sổ khỉ là nó trên đây nó có một cái bộ phận là cái khâu và cao su chịu giữa sổ khỉ và ghi đông nha anh em. Có thể là cái cao su đó lâu ngày nó bị mòn rồi nó lỏng cao su đó anh em có thể thay cao su hoặc là anh em tán cao su đó lại ha. Anh em thay cao su và anh em thay những cái khâu đó lại là nó sẽ giữ chặt cái ghi đông vào cái sổ khỉ. Và cũng một có thể là trong cái câu hỏi này của bạn hay là bạn nó không có đề cập tới cái vấn đề là bạn nó có thay phuộc trước hay là chưa. Đây, mình quay cái phụ trước cho anh em xem. Các bạn nó chưa không có đề cập tới cái vấn đề là có thay cái phụ trước hay là chưa. Nếu mà bạn nó thay cái phụ trước rồi
Thì cái vấn đề là về cái cao su và cái khâu trên sọ khỉ đó, ba cái khâu trên đó là nó lỏng là có thể là tới 98%. Còn nếu bạn nó chưa có thai phục thì có thể là do cái phục nó Trung Quốc nó nhúng không đều, nó cứng quá, nó tưng lên, nó làm tưng lên cái ghi đông, cho nên bạn nó chạy là cảm giác là nó rung như vậy ha. Đó. Rồi, video này mình giải thích một số cái thắc mắc cho anh em và cũng tư vấn cho anh em về những cái vấn đề mà dọn quay Trung Quốc lên quay Alpha ZX hoặc là 110 Thái Lan. Nếu anh em cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh của mình để cập nhật những video mới nhất và để ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn anh em. Tân chào anh em.